Xin chào tất cả các bác. Hôm nay sàn ô tô thủ đô lại về một mẫu xe Land Rover. Một chiếc xe Land Rover sản xuất 2011. Phiên bản Autobiography. Một phiên bản 5.0. Một chiếc xe full đồ. Với phiên bản nội thất Black thì chiếc xe được trang bị ra từ lóc xuống tận dưới chân luôn các bạn nhé. Đây là một chiếc xe Autobiography phiên bản 2011 với động cơ 5.0 cực kỳ là chất và mới. Đây là một chiếc xe huyền thoại, một chiếc xe mà rất nhiều các chính khách đã lựa chọn sử dụng với hệ thống loa Harman Kardon. Thì chiếc xe có thể nói là một trong những chiếc xe rất nhiều người muốn lựa chọn. Đây là chế độ chỉnh ghế điện ở trên Tabby 21 mà chiếc xe đã được trang bị quá nhiều option như này rồi, hệ thống loa Harman Kardon. Trên chiếc xe Land Rover thì các bạn có thể thấy được trang bị nội thất da và màn hình trần, bên đèn trần. Bên cạnh đó là những chiếc gương điều chỉnh cho người ngồi phía sau có thể nhìn thấy trang điểm và hai màn hình sau giải trí. Bên cạnh đó là các chế độ điều chỉnh nóng lạnh hai bên, điều hòa các hướng luôn. Xe thì được trang bị bậc lên xuống chỉnh điện cũng khá là hiện đại và chất. Anh chị em có thể thấy đây là một chiếc xe Autobiography, một phiên bản Land Rover, họ nhà Land Rover mà cực kỳ chất và sang trọng. Anh chị em thực sự mà quan tâm những chiếc xe sang thì liên hệ với chúng tôi. Đây là một trong những chiếc xe Land Rover mà cửa hàng đang bày bán. Một chiếc xe Land Rover bản Autobiography rất hiếm, 5.0 sản xuất 2011. Giá trên 1 tỷ đồng một chút thôi nhá. Anh chị em thực sự quan tâm liên hệ với em qua số điện thoại 0989980380. Sàn ô tô thủ đô chuyên mua bán cung cấp các dòng xe siêu lướt siêu sang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em.